Thì rất sử dụng Panasonic FM1000. Hiện tại tính năng bật tắt thì nó ở đây. Bật tắt này. Ở đây có chế độ tự động này. P là tự động, A là mình chế độ tự động về mình tự điều chỉnh về khẩu độ, S là tự điều chỉnh về tốc độ, M là manual là mình chỉnh cả tốc độ và khẩu độ. Ở đây tính năng quay phim, M mình chỉnh tốc độ khẩu độ. Đây là C1, C2 là custom function. Thì hiện tại mình đang để sang chế độ P. Tại hệ thống nút ở trên máy thì có playback để xem lại, còn MQ này là tính năng quick menu, tất cả mọi thứ sẽ hiển thị ở trên màn hình để mình có thể điều chỉnh rất là dễ. Đây là tính năng quay phim có AVCSD mà 60 frame trên giây và những cái dòng thấp hơn nữa. Đấy. Về kích thước ảnh thì sẽ có kích thước lớn nhất là 20 mm trên giây, còn nhỏ hơn đặt lớn nhất là ISO sẽ ở phía tròn này sẽ có ISO này. ISO thì có tự động từ một tự động ai gọi là ISO thì 125 cho đến lớn nhất là 12.800. Tại mình cái set là tự động. Còn chế độ bên này là white balance là cân bằng trắng. Cân bằng trắng thì có tất cả những tính năng như những cái máy khác. Có cả chỉnh nhiệt độ màu ấy. Còn ở tính năng ở dưới này là hỗ trợ chụp macro. Trường hợp mà mình muốn chụp macro thì bật sang chế độ này on off. Thế là tắt đi thì off ở đây. Còn ở đây thì nó có sợi vùng đo sáng 49 điểm. Còn tất cả những cái là mình thấy nét theo một điểm để chọn pin points. Mình chọn 49 điểm. Đây, đọc cho cháu. Dạ. Và F5 này. Function. Còn ở trên này là vòng điều khiển chụp một kiểu một ạ. Tức là trường hợp bác muốn chụp một kiểu một thì bác sẽ xoay sang chế độ này. Còn trường hợp bác muốn chụp mà nhiều kiểu khác nhau, tức là continue shot thì sẽ xoay sang chế độ này. Đây ví dụ cháu, ví dụ đây hiện tại cháu xoay sang chụp một kiểu thì một lần lấy nét thì cháu chỉ chụp một kiểu thôi. Còn khi mà muốn chụp là liên tục thì mình sẽ ấn nó xoay sang chế độ này. Liên tục cũng một cái ảnh đó, chỉ cần giữ ở trên nút này nó sẽ chụp liên tục ạ. Đây là continue shot, bác xoay ra đây thì bác lấy nét như thế này. Tốc độ cực nhanh, bác có thể chụp những cái thể thao, nó di chuyển chẳng hạn với tốc độ nhanh. Còn ở đây thì là có chụp tốc độ nhanh. Đây để cháu hướng dẫn nốt về cái mảng này. Ở chế độ tiếp theo của nó là cũng chụp tốc độ nhanh nhưng mà phải có tính năng bù chiếu sáng, nó giống như BKT. Có những cái đủ sáng, thừa sáng và thiếu sáng. Trường hợp bác muốn còn cái tiếp theo nó là hẹn giờ những trường hợp bác muốn để 10 giây sau bác mới chụp, để cái này lên một cái tripod với trần máy thì bác chuyển sang chế độ cuối cùng như này nhé. Bác ấn vào nút này, nó sẽ đếm từ 10 đến 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khi nào mình ra mình đứng thật là hoàn chỉnh rồi lúc đấy nó mới bấm chụp. Đấy. Ok, rất là dễ. Còn trường hợp bác muốn quay phim thì này và chưa hướng dẫn nó quay phim. Khi bác đang để ở chế độ bất kỳ, có thể là chụp, có thể là gì đó bác muốn quay phim này. Bác không cần phải chuyển sang nhiều tính năng, bác ấn luôn vào nút này cho cháu. Màu đỏ. Mình sẽ ấn luôn một cái nút màu đỏ này. Đây ví dụ nha. Mình quay phim ấn luôn một nút đỏ này luôn. Thì nó đã tự động chuyển sang chế độ quay phim. Khi đó thì mình sẽ lia máy. Khi mà quay phim thì mình nhớ là cái cảnh đầu tiên khi mà mình bắt đầu quay mình phải giữ bình cái kỹ thuật quay phim rất là cơ bản. Nó cơ bản là như này. Đầu tiên mình ấn vào nút quay. Mình giữ đếm 1 2 3 4 5 5 giây, sau đấy thì mình mới bắt đầu lia máy đi những cái vị trí mà mình muốn. Sau khi mà dừng lại thì mình cũng phải đếm 1 2 3 4 5. Rồi lúc đấy mình mới dừng để đảm bảo nó có một cái chủ đề để người xem người ta dễ hình dung. Trường hợp mà mình ấn quay cái rồi mình lia luôn, người ta cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đấy là quay mình cũng phải hết sức bình tĩnh. Xóa cho bác cái đó. Vâng, đấy thì nào. Còn trường hợp mà bác muốn xóa thì bác ấn vào nút này màu xanh. Sau đấy thì ấn vào nút hình thùng rác ở phía dưới này. Ở đây thì nó có đen single là xóa một kiểu, multi là xóa nhiều kiểu và đen all là xóa tất cả. Đấy, trường hợp đây là nếu bác xóa một kiểu thì bác chỉ cần ấn vào trên này chọn yes. Ok, đây, sau đó ấn, đây là tính năng xóa nhiều kiểu. Bác ấn vào nút này, thì bác có thể tích đánh dấu 1 này, 2 này. Đấy, sau đấy thì di chuyển con trỏ sang chỗ ok, rồi bấm vào yes, nó sẽ xóa. Còn xóa nhiều kiểu đấy ạ. Còn muốn xóa hết thì bác vào phần biểu tượng xóa này. Và xuống mục cuối cùng là delete all, là xóa hết tất cả. Ấn vào nút này, xong ấn yes, thế đây tất cả những hình ảnh nó sẽ được xóa. Coi như sạch và còn cái nút ở đây nó có một cái nút nữa, nó là AFS.
là autofocus. Thì autofocus thì có autofocus single là lấy nét một điểm, lấy nét một lần một. Còn AFC này là autofocus continuous, tức là lấy nét di chuyển khi mà mình lấy, nó lấy nét liên tục khi mà mình di chuyển máy. Còn ở phía bên sườn này là MF là mình sẽ lấy nét bằng tay. À, còn trường hợp mà bác mà điều khiển đèn flash, đèn flash thì bác chỉ gạt lên như lúc nãy đó, gạt lên như này thì chiều sáng nó sẽ tự phát. Còn trở về chế độ chụp bình thường thì thế bây giờ cháu đặt cho bác một cái chế độ chụp bình thường. Vâng, và tất cả mọi thứ là cháu sẽ bình thường. Bình thường. Và cháu sẽ hướng dẫn bác thêm một lần nữa là về tất cả những tính năng. Đôi khi đối với cái dòng máy này nó có rất nhiều tính năng mình có thể đặt sai. Thì bác có thể vào menu. Menu là ấn vào nút giữa ở đây. Sang bên phải rồi đi xuống. Xuống phần setting ạ. Đấy, sau đấy thì bác tìm đến mục reset. Reset là đặt lại mọi thứ trở về ban đầu. Bác sẽ tìm chế độ reset này, bác ấn vào nút này. Sau đấy ấn vào nút yes. Thì mọi cái chế độ mà bác đặt sai trước đó nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Thì để bác có thể sử dụng mà nó không không cần phải điều chỉnh là tại sao nó lại sai. Nghe rất là dễ. Thì kỹ thuật chụp với bác chỉ cần cầm nút này, ấn 500 nút khi nào nó báo tít một cái là nét. Đã báo tít cái là bấm một dạ, cái bạn. Ok, nó rất là đơn giản. Thế bác hỏi một tí. Bây giờ ví dụ bác muốn đặt đặt tả